cung thì bên em cũng có lồng cu gáy đế cao size 40 cm rồi nhé. Đây là những chiếc lồng chim cu gáy đế cao rộng 40 cm, phù hợp cho anh em nuôi chim cu gáy để đuôi. Em này thì siêu bền cho anh em, cực kỳ chắc chắn luôn, kể cả ngồi lên cũng không xi nhê gì luôn. Đây, với mẫu lồng này thì em sẽ thiết kế là rộng 40 cm, toàn bộ lồng sẽ được làm bằng lan tre. Và đây là cái phần vành này thì em sẽ xỏ qua lan nhé. Cái phần vành này sẽ là không phải là lồng buộc mà là xỏ xuyên qua lan này, rất là chắc chắn. Em này thì cái phần cửa thì thiết kế ở phía dưới đáy đây. Đấy, anh em sẽ kéo vào và kéo ra cái phần đáy lồng này. Phần đáy này thì em sẽ thiết kế là chống thấm nước ở dưới đây. Đấy, giống như miệng mica. Size 40 này, ở phần phía trên sẽ được đan này. Này, đây là cái phần móc này, kẻ ra nan này, sau đó đan xuống phía dưới. Lồng này rất là bền luôn nhé, giá 900.000 một chiếc. Không phải lúc nào anh em đặt cũng có đâu. Từ Tết giờ thì em mới có được 10 chiếc. Đợt này thì có 5 chiếc. Đấy, bởi vì cái mẫu lồng này là cụ gần 90 tuổi làm. Đấy, lâu lâu thì mới làm được mấy chiếc thôi. Đấy, không có nhiều. Đấy, nên hết năm cái này thì em cũng không hứa trước là khi nào có. Thế nên là anh em mà thích cái chiếc lồng này thì có thể liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để đặt nhé. Size 40 cm này, rất là chắc chắn luôn.